Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài Ngày, Giờ. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 106. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Cô có vài câu hỏi đặt ra cho các em. Một ngày có bao nhiêu giờ? Từ giờ nào đến giờ nào? Em có biết các buổi trong một ngày? Vậy để trả lời những câu hỏi này, cô trò chúng ta cùng nhau bước vào bài học nhé. Các em hãy quan sát đồng hồ và nói cho cô biết các em quan sát được gì nào? À, đúng rồi, quan sát chúng ta sẽ thấy các con số trên đồng hồ. Đó là những con số từ 1 đến 12. Và có hai chiếc kim. Đây là mô hình đồng hồ hai kim, nên chỉ có kim ngắn và kim dài. Kim ngắn chỉ giờ, còn kim dài chỉ phút. Bây giờ các em hãy quan sát và trả lời câu hỏi của bạn. Bây giờ là mấy giờ? Và câu trả lời của các em là gì? Nếu em nào trả lời được giống bạn rằng bây giờ là 8 giờ thì cô xin chúc mừng bạn đó nhé. Và bạn nữ này có một câu hỏi khác đặt ra. Từ lúc 7 giờ đến bây giờ chúng ta đã làm những việc gì? Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem bạn nam trả lời như thế nào nhé. 7 giờ chúng mình tới trường, xếp hàng vào lớp. Và bạn nữ đã bổ sung thêm là chúng mình học môn tiếng Việt. Đến bây giờ là 8 giờ. Vậy các em hãy quan sát nhé. Từ lúc 7 giờ bạn đến trường và bạn đã học xong môn tiếng Việt là lúc 8 giờ. Vậy từ 7 giờ đến 8 giờ là 1 giờ. Giờ là một đơn vị đo thời gian. Và có bạn nào biết một ngày có bao nhiêu giờ không nào? À, bạn nào trả lời được rằng một ngày có 24 giờ thì bạn đó thật giỏi nhé. 24 giờ trong một ngày được tính như thế nào? Tại sao trên đồng hồ chỉ có số 1 đến số 12 thôi mà không phải là số 24? Để giải đáp thắc mắc này thì các em hãy quan sát nhé. Một ngày có 24 giờ được tính từ 12 giờ đêm hôm trước cho đến 12 giờ đêm hôm sau. Và trên mặt đồng hồ chỉ có 12 số, vậy thì sao các em? À, đúng rồi, như vậy kim ngắn của chúng ta sau khi quay hết một vòng, thì kim ngắn phải quay thêm một vòng nữa để được 24 giờ. Vậy các em hãy ghi nhớ, kim ngắn của chúng ta phải quay đủ hai vòng mới được thời gian một ngày nhé các em. Và cách tính giờ như thế nào thì các em hãy quan sát tiếp nhé. Đây là chiếc đồng hồ quen thuộc mà chúng ta thấy hàng ngày phải không các em? Trên mặt đồng hồ có các con số từ 1 đến 12 và có hai chiếc kim. Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Mỗi vạch màu đỏ như thế này thể hiện 1 giờ. Và chúng ta đã biết 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm của hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính từ 12 giờ đêm hôm trước nhé các em. Vạch thứ nhất có số 1 là 1 giờ sáng. Vạch thứ hai có số 2 là 2 giờ sáng. Vạch này là 3 giờ sáng. Vậy ở đây các em hãy cho biết ô có dấu chấm hỏi chúng ta sẽ viết gì? À, đúng rồi, đây là 4 giờ sáng. Và tiếp theo 5 giờ sáng. Vậy ô có dấu chấm hỏi này sẽ là 6 giờ sáng. Và tiếp theo 7 giờ sáng. Và ô này chúng ta nói gì? Đúng rồi, các em giỏi lắm. Ô này là 8 giờ sáng. Và ô tiếp theo sẽ là gì các em? Chính xác, ô này sẽ là 9 giờ sáng. Tiếp theo là 10 giờ sáng, 11 giờ trưa, 12 giờ trưa. Như vậy, khi kim ngắn quay một vòng đồng hồ thì chúng ta có buổi sáng và buổi trưa.
buổi sáng sẽ bắt đầu từ 1 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Còn buổi trưa chỉ có 11 giờ trưa và 12 giờ trưa. Các em hãy ghi nhớ cho cô nhé. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mô hình đồng hồ thứ hai. Ở mô hình đồng hồ thứ nhất, chúng ta đã đếm tới 12 giờ trưa. Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ đếm tiếp theo nhé. Ở ô này, chúng ta có hai cách nói giờ. Một là các em sẽ nói là 1 giờ chiều. Hai là chúng ta sẽ tính tiếp luôn 12 rồi đến 13. Như vậy, ở đây chúng ta có thể nói là 13 giờ. Và khi chúng ta quay lại 1 giờ, thì chúng ta phải nói kèm theo buổi để phân biệt được là 1 giờ sáng hay 1 giờ chiều. Còn nếu như chúng ta đếm tiếp 12 giờ rồi đến 13 giờ, thì chúng ta không cần nói kèm theo buổi nhé các em. Tương tự như vậy, ở đây là 2 giờ chiều, chính là 14 giờ. Còn ô này thì sao? Chúng ta sẽ viết gì? À, đúng rồi, ở ô này chính là 3 giờ chiều hay 15 giờ. Và tiếp theo là 4 giờ chiều hay 16 giờ. Vậy ô này chúng ta sẽ viết gì? À, đúng rồi, ở ô này chúng ta sẽ viết là 5 giờ chiều hay 17 giờ. Tiếp theo là 6 giờ chiều hay 18 giờ. 7 giờ tối hay 19 giờ. Vậy ô này là mấy giờ các em? Đúng rồi, ở ô này sẽ là 8 giờ tối hay 20 giờ. Tiếp theo là 9 giờ tối hay 21 giờ. Tiếp theo là 10 giờ đêm hay 22 giờ. Vậy ô có dấu chấm hỏi này thì sao? À, đúng rồi, ô này sẽ là 11 giờ đêm hay 23 giờ. Và cuối cùng là 12 giờ đêm, chính là 24 giờ. Vậy ở vòng quay thứ hai của kim ngắn thì chúng ta sẽ có được buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 1 giờ chiều hay 13 giờ cho đến 6 giờ chiều hay 18 giờ. Còn buổi tối sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối hay 19 giờ cho đến 9 giờ tối hay 21 giờ. Buổi đêm sẽ có 10 giờ đêm hay 22 giờ, 11 giờ đêm hay 23 giờ và 12 giờ đêm hay 24 giờ. Như vậy, ở vòng quay thứ hai của kim ngắn, chúng ta xác định được có buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Và một lần nữa, các em hãy đưa ra nhận xét cho cô nào. Đây là 1 giờ chiều. Để tính giờ theo 24 giờ thì chúng ta phải làm sao? À, chúng ta thấy rằng 1 cộng thêm 12 sẽ bằng 13 giờ. Hay 2 cộng thêm 12 sẽ là 14 giờ. 3 cộng thêm 12 sẽ là 15 giờ. Vậy, để tính giờ theo 24 giờ, chúng ta sẽ lấy số giờ đó cộng thêm 12 giờ nữa. Ví dụ như 8 giờ tối cộng thêm 12 giờ nữa thì sẽ được 20 giờ. Như vậy, qua đây chúng ta nói rằng một ngày có 24 giờ, được tính từ 12 giờ đêm hôm trước cho đến 12 giờ đêm hôm sau. Vậy qua tìm hiểu bài thì chúng ta có thể nói được rằng một ngày được chia thành 5 khung giờ. Đó là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm. Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức đã học được để tiến hành làm một số bài tập thực hành nhé các em. Bài tập thực hành số 1: làm theo mẫu. Trong bài tập này, một bạn sẽ xoay kim đồng hồ và nói giờ theo yêu cầu của cô giáo. Còn một bạn sẽ viết giờ buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm vào bảng con nhé. Cô ví dụ, cô giáo đưa ra yêu cầu là 3 giờ chiều. Và bạn nữ này đã xoay kim đồng hồ như sau: kim ngắn chỉ số 3, kim dài chỉ số 12. Và bạn trai này sẽ viết vào bảng con là 15 giờ, vì 3 giờ chiều tức là 15 giờ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiến hành làm câu A nhé.
cô giáo đưa ra yêu cầu là 6 giờ chiều. Và bạn nữ này sẽ xoay kim đồng hồ như sau. Kim giờ chỉ số 6, kim phút chỉ số 12. Và bạn trai này sẽ viết ra bảng con là 18 giờ, vì 6 giờ chiều tức là 18 giờ. Tiếp theo, câu B, 8 giờ sáng. Bạn nữ này sẽ xoay kim đồng hồ như sau. Kim giờ chỉ số 8, kim phút chỉ số 12. Và bạn trai này viết vào bảng con là 8 giờ. Tiếp theo, câu C, 9 giờ tối. Bạn nữ này sẽ xoay kim đồng hồ như sau. Kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12. Và bạn nam này sẽ viết vào bảng con là 21 giờ, vì 9 giờ tối tức là 21 giờ. Tiếp theo, câu D, 12 giờ đêm. Bạn nữ này sẽ xoay kim đồng hồ như sau. Kim giờ chỉ số 12, kim phút cũng chỉ số 12. Và bạn trai này viết vào bảng con như sau. 24 giờ, vì 24 giờ tức là 12 giờ đêm. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập thực hành số 2 nhé các em. Quan sát hình ảnh về các hoạt động của Minh trong một ngày. Chúng ta sẽ nói theo mẫu nhé. Các em hãy quan sát đồng hồ lúc 6 giờ sáng, Minh thức dậy. Hay có một cách nói khác, Minh thức dậy lúc 6 giờ sáng. Như vậy chúng ta thấy rằng có hai cách nói. Cách 1 là thời gian nói trước, hoạt động nói sau. Cách 2 thì hoạt động chúng ta sẽ nói trước, thời gian chúng ta sẽ nói sau. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bài tập thực hành số 2 nhé. Các em hãy quan sát ở hình ảnh tiếp theo và các em nói gì nào. À đúng rồi, lúc 7 giờ sáng mình đi học. Và hình ảnh tiếp theo. Đúng rồi, 9 giờ sáng mình học bài. Hình ảnh tiếp theo nào. À, 11 giờ trưa mình ăn cơm. Tiếp theo, 5 giờ chiều mình đá bóng. 5 giờ chiều hay còn gọi là mấy giờ vậy các em? Đúng rồi, 5 giờ chiều còn gọi là 17 giờ. Tiếp theo, 6 giờ chiều mình dọn dẹp nhà cửa. Và 6 giờ chiều chính là 18 giờ đấy các em à. Hình ảnh tiếp theo, 8 giờ tối mình xem tivi cùng gia đình. Và 8 giờ tối chính là 20 giờ. Tiếp theo, 9 giờ tối mình đi ngủ. 9 giờ tối tức là 21 giờ. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Trong phần luyện tập, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, quan sát tranh rồi nói theo mẫu. Trước khi bước vào bài tập, cô giới thiệu với các em một loại đồng hồ nữa, đó là đồng hồ điện tử. Các em biết không, đồng hồ điện tử có ưu điểm là rất dễ xem giờ. Số phía trước dấu 2 chấm, đó là giờ. Còn số phía sau dấu 2 chấm, đó chính là phút. Ngoài ra, còn một số loại đồng hồ điện tử hiện đại hơn sẽ thể hiện được thứ, ngày, tháng, năm. Và bây giờ, cô trò chúng ta hãy tập đọc giờ trên đồng hồ điện tử nhé. Nếu đồng hồ điện tử hiển thị 17:00, số 17 là chỉ giờ, còn hai số 0 phía sau là chỉ phút. Và đây chính là 17 giờ, tức là 5 giờ chiều. Và tiếp theo, các em hãy đọc giờ cho cô nào. À, đúng rồi, đồng hồ điện tử này hiển thị là 7 giờ sáng. Tiếp theo, 20 giờ hay 8 giờ tối. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài tập số 1 nhé. Quan sát tranh rồi nói theo mẫu. Các tranh vẽ trong bài tập số 1 này thể hiện hoạt động của bạn Hà
trong ngày Chủ nhật. Các hoạt động diễn ra theo thứ tự thời gian từ hình A đến hình D. Và bây giờ các em hãy quan sát mẫu nhé. Trước hết, chúng ta sẽ quan sát đồng hồ nhé các em. Đây là đồng hồ điện tử thể hiện lúc 17 giờ. 17 giờ hay còn được gọi là 5 giờ chiều. Và các em quan sát tranh xem bạn Hà đang làm gì. À đúng rồi, bạn ấy đang giúp mẹ nấu ăn. Vậy ở tranh này bài mẫu nói là lúc 5 giờ chiều Hà giúp mẹ nấu ăn. Vậy dựa theo bài làm mẫu này, các hình ảnh còn lại các em nói được không nào? Và bây giờ các em hãy thực hiện nói nhé. Tranh A, trước hết chúng ta hãy quan sát đồng hồ nhé các em. Và sau đó quan sát hoạt động của bạn Hà. À đúng rồi, đồng hồ chỉ 7 giờ và bạn Hà đang bơi. Vậy chúng ta nói rằng lúc 7 giờ sáng Hà tập bơi. Tiếp theo, tranh B, quan sát các em sẽ nói gì? À đúng rồi, ở bức tranh này chúng ta có thể nói là lúc 10 giờ sáng Hà học bài với bạn. Tiếp theo, tranh C, quan sát các em sẽ nói gì? Chính xác, lúc 11 giờ trưa Hà dọn cơm giúp mẹ. Tiếp theo, tranh D, quan sát các em sẽ nói được gì? À, bạn nào nói được rằng lúc 4 giờ chiều Hà chơi thả diều thì bạn ấy rất giỏi nhé. Tiếp theo, tranh E, các em xem bạn Hà đang làm gì vậy? À đúng rồi, lúc 8 giờ tối Hà chơi cùng gia đình, đùa giỡn cùng với ông bà. Và cuối cùng, tranh D, các em sẽ nói gì? Quan sát đồng hồ thì chúng ta thấy được bây giờ là 22 giờ. 22 giờ tức là 10 giờ đêm. Và dựa vào đây chúng ta nói rằng lúc 10 giờ đêm Hà đi ngủ. Và qua bài tập này các em hãy nhắc lại cho cô nào. Một ngày có mấy giờ? À đúng rồi, một ngày có 24 giờ. Các em hãy so sánh khoảng thời gian của một ngày và một giờ. À chắc chắn rồi, thời gian của một ngày sẽ nhiều hơn một giờ, bởi vì một ngày có đến 24 giờ. Bởi vì sao cô đưa ra sự so sánh đó? Để các em biết được những hoạt động nào chúng ta sẽ sử dụng đơn vị là giờ, những hoạt động nào chúng ta sẽ sử dụng đơn vị là ngày. Các em hãy quan sát cho cô ba hình ảnh có trong bài tập số 2 nhé. Giờ hay ngày? Theo các em, ba sân nhà thì chúng ta sẽ chọn đơn vị là ngày hay là giờ? Các em hãy suy nghĩ nhé. Sân nhà thì hoạt động này cần nhiều hay ít thời gian? À đúng rồi, sân nhà sẽ cần nhiều thời gian. Như vậy chúng ta sẽ chọn đơn vị là ngày nhé các em. Ba sân nhà trong một ngày. Còn mẹ nấu ăn, các em hãy lựa chọn đơn vị đi nào. Đúng rồi, đơn vị giờ sẽ phù hợp nhé các em. Mẹ nấu ăn trong một giờ. Còn em tập bơi thì các em sẽ chọn đơn vị nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn đơn vị là giờ. Em tập bơi trong một giờ. Vì chúng ta không thể nào tập bơi trong một ngày được, phải không các em? Chúng ta chỉ tập bơi trong một giờ là phù hợp. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Quan sát tranh rồi nói theo mẫu. Ở bức tranh thứ nhất là mẫu, các em hãy quan sát hoạt động của bạn Hà nào. À đúng rồi, bạn Hà vừa mới thức dậy và đồng hồ lúc này là 6 giờ sáng. Bài mẫu nói rằng Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng. Vậy các em hãy dựa theo bài làm mẫu để nói về các bức tranh còn lại cho cô nhé. Các em hãy quan sát từng tranh và đưa ra nhận định về thời gian và hoạt động của bạn Hà. Như vậy, ở tranh này các em sẽ nói gì? Quan sát hoạt động thì chúng ta sẽ thấy bạn Hà đang học bài cùng với bạn.
và quan sát đồng hồ thì chúng ta sẽ thấy đồng hồ chỉ lúc 8 giờ. Và câu trả lời của chúng ta sẽ là Hà học bài với bạn lúc 8 giờ sáng. Vì sao các em biết vào thời điểm này là 8 giờ sáng mà không phải là 8 giờ tối? Đúng rồi, các em có thể quan sát khung cảnh, bầu trời và bạn Hà đang ở trường thì chúng ta sẽ chọn thời điểm là 8 giờ sáng. Tiếp theo, ở bức tranh này các em sẽ nói gì? Quan sát hoạt động và đồng hồ, chúng ta đưa ra lời nhận xét là Hà ăn trưa ở trường lúc 11 giờ trưa. Còn bức tranh này thì sao các em? Bạn Hà đang làm gì? Và thời gian lúc này là mấy giờ, buổi nào? Và câu trả lời của chúng ta là Hà ăn bữa tối với gia đình lúc 6 giờ chiều. Vì sao chúng ta khẳng định được thời gian đây là 6 giờ chiều mà không phải là 6 giờ sáng? À, chúng ta sẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là bầu trời lúc chiều tối. Còn tranh này chúng ta sẽ nói gì? À, đúng rồi, ở tranh này chúng ta sẽ nói là Hà học bài lúc 8 giờ tối. Điều gì cho chúng ta biết đây là 8 giờ tối các em? Đúng rồi, chúng ta thấy bạn Hà đang mở đèn để học bài. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng đây là buổi tối. Còn tranh này thì sao các em? À, ở tranh này thì chúng ta nói rằng Hà đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Vì sao chúng ta biết được đây là thời điểm 11 giờ đêm? À, chúng ta xem đồng hồ kết hợp với quan sát tranh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì chúng ta sẽ thấy đây là khung cảnh vào ban đêm. Qua bài tập này, cô thấy được rằng học sinh của cô quan sát tranh rất kỹ và xác định được thời gian rất phù hợp và chính xác. Cô có lời khen các em. Phần cuối của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động thực tế. Ở hoạt động này, cô có yêu cầu như sau. Em trao đổi với người thân trong các việc sau. Em nên dành nhiều thời gian cho việc nào? Và ở đây chúng ta có các tranh vẽ gợi ý. Việc thứ nhất là xem tivi. Thứ hai là các hoạt động thể thao. Thứ ba là xem điện thoại. Và thứ tư là chơi Lego. Vậy các em hãy trao đổi với người thân, có thể là ba mẹ, anh chị hoặc ông bà của các em nhé. Sau đó các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn biết ở tiết học sau nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Nếu thấy video này bổ ích, các em hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.